Chiều ngày 5 tháng 8, giải U19 quốc tế 2022 đã diễn ra lượt trận đầu tiên. Ở trận đấu khai màn, U19 Thái Lan chạm trán U19 Malaysia khi trận đấu diễn ra được khoảng 15 phút. Huấn luyện viên của U19 Việt Nam Đinh Thế Nam xuất hiện cùng với một trợ lý. Khi đi qua cổng, cả hai bất ngờ bị hai cảnh sát cơ động chặn lại, kiểm tra túi sách. Sau khi được kiểm tra kỹ lưỡng, huấn luyện viên Đinh Thế Nam cùng trợ lý tiến vào sân để theo dõi các đối thủ. Ông Nam chọn ngồi một góc ở khu vực khán đài A, quan sát khá kỹ U19 Thái Lan và U19 Malaysia. Đây là hai đội bóng ông cùng với U19 Việt Nam đã chạm trán ở giải U19 Đông Nam Á 2022. Ở giải đấu này, U19 Việt Nam hòa U19 Thái Lan 1-1 ở lượt trận cuối để giành vé vào bán kết. Tuy nhiên, ở vòng đấu này, đội bóng của huấn luyện viên Đinh Thế Nam bất ngờ thất bại 0-3 trước U19 Malaysia. Tái đấu U19 Thái Lan trong trận tranh hạng 3, U19 Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Giờ đây, huấn luyện viên Đinh Thế Nam có cơ hội đối đầu với hai đồng nghiệp ở giải giao hữu lần này. Đó là huấn luyện viên Salvador Garcia của U19 Thái Lan và huấn luyện viên Hassan Waras của U19 Malaysia. So với giải vô địch Đông Nam Á, cả hai chiến lược gia này mang đến Việt Nam nhiều gương mặt mới mẻ. Mục tiêu của họ là làm bàn đạp cho vòng loại U20 châu Á 2023 diễn ra vào tháng 9 tới. Những cuộc đối đầu ở giải đấu lần này rất bổ ích cho các chiến lược gia. Giải U19 quốc tế 2022 có sự góp mặt của 4 đội: U19 Myanmar, U19 Thái Lan, U19 Malaysia và chủ nhà U19 Việt Nam. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, hai đội có điểm số cao nhất sẽ bước vào trận chung kết, hai đội có điểm cao thứ 3 và thứ 4 bước vào trận tranh hạng 3. Các trận đấu diễn ra trên sân Gò Đậu, tỉnh Bình Dương. Trận đấu giữa U19 Thái Lan và U19 Malaysia diễn ra vào lúc 16 giờ ngày thứ 6 nên chưa thu hút số lượng lớn khán giả đến sân theo dõi. Ở khán đài A có khoảng vài trăm cổ động viên đến cổ vũ. Khi có sự góp mặt của U19 Việt Nam, các cầu thủ chờ đợi hàng ngàn cổ động viên sẽ đến sân tiếp lửa các chàng trai trẻ ở giải đấu lần này.